Nay tình cờ đi nhà nhỏ em cái thấy một cái cây xương rồng, quý vị thấy một cái cây xương rồng đẹp không? Lần đầu tiên mới thấy một cái cây xương rồng nó to như vậy. Cái xương rồng này em đâu biết tên hả Tòng? Để tối nay chị về chị search Google coi nó là tên gì. Đẹp quá, nó có cái dạng kiểu. Cắt dao vậy, cắt cái vàng đó cậu. Nó có nhiều cái hình cảnh đẹp quá. Hai nhà đó ai xây? Cắt bỏ lên bao vàng này chị, cái bao này nè, chị chở về nó không có bị gai. Cái nào mà nó có đẹp đẹp á. Dạ, chị chỉ nhánh nhánh nào cắt được biết sao không? Để nó lên bích chịch hết à. À dạ. Dạ, chị nhánh cái bánh này đi. Ừ. Chị chỉ em đi. Ừ, chị nói này đi. Nhánh này ha. Để cắt sát gốc cho chị cho nó dễ nhớ dễ trồng không? Tại sao bỏ chậu rồi làm vậy thôi chứ đâu có gì hả? Dạ cho đẹp. Biết sao mấy người nói là văn phòng nên trồng cái này, tại vì biết sao sợ có bùa ngải. Này là chị có nói vậy thôi chứ chị cũng không có tin hay dị đoan hay gì, nhưng mà thấy nó đẹp. Đúng rồi, em thấy văn phòng nào cũng trồng xương rồng, người ta trồng cây gai á chị. À vậy hả? Cái này là đứa bạn nó cũng tu chính quả rồi nên nó mới nói chứ chưa là chị không biết. Nói thật cho ta biết là mới làm gì chứ được. Hai bả mắc nợ ông nào quá. Rồi nay em không có trực ở dưới hả? Dạ, bệnh viện. Em gì sớm. Đẹp quá à, Tòng ơi. Dạ. Nhánh nào nhánh đó đẹp. Chị kiếm nhánh đi rồi em cắt chứ không sao không có cắt chứ chị. Nó là của bà già đúng không? Cái này nó được ba bốn mấy rồi. Mua ngoài của bà già luôn. Đây. Nhánh nào cũng được hết. Đấy, thấy nhánh này được á Tòng ơi. Dạ. Nhánh này hả chị? Quyền nhánh nó bự quá không? Dạ. Ừ. Quyền nhánh này ha. Nó bự quá thì chị chở nó quá chứ có gì hết á. Ôi dạ. Em thì giờ dễ rồi. Nhà không ai trồng hết á. Nó là nè, cái nhánh này đẹp nè. Này cái này. Cái này nó cũng giống thằng đó luôn đi. Ừ. Cho nó dài dài đi rồi nó tự lên. Ừ. Ok. Hai ông bà này không thương con nè mà ăn khá giả. Cái nhà của Phế đang ở đó hả? Không, cho cái nhà tôi đắp rồi mới. Ở đấy mua mà ơ qua đâu. Ê cho chị cái thằng lên đỉnh đầu ấy. Thằng này chị ha. Ừ. À. Cái đó nó có duyên quá. Ừ. Dạ. Bây giờ vậy nè. Ý là vậy rồi. Trên dưới đều chưa hết. Nãy đi quay rau muống. Dạ. Giờ đi quay cái này. Đó, giờ cô cậu. Rồi. Chị Thu có trồng cái cây vàng này không? Cây vàng gì em? Cây gai nè, cây gai mà cây vàng á, để cái lả lên nè. Em ương sẵn rồi chị. Cái mình nhổ gốc lên cái là ai vậy ha, vậy cho chị một hai cây vậy. Nè cái cây gai này chị là tại vì mới ương á dưới mùa mưa á nên nó chưa có cái tốt. Này tên gọi nó là gì, người ta kêu cây bát tiên á chị, mà cũng gai gốc không à. À chị đi chị về hô coi chừng dính gai nha. À nè nó nguyên lùm mà không có chậu trồng á chị. À ok, có gì tí nữa cắt kìa. Nhà đâu, chị chậu nhiều lắm. Đâu có cắt đâu, để em nhổ gốc lên có ương sẵn rồi đó. Có oh, yeah. Nè, nó có rễ sẵn rồi nè chị. À dạ. Yeah. Nhà chị nhiều chậu lắm, tại bữa hồi xưa nhỏ em nó làm bên bên xuất khẩu về mấy trái lá đó. Trời yeah. Quá trời chậu luôn. Dạ. Đẹp. Ô mấy cái thơm gì mà có trái thơm gì tí tì à. Cái thơm này để người ta Tết người ta chưng á chị. Để à. Chút em bứng về cho chị trồng. Thôi để Tết chứ gì. Không có chậu trồng. Tại vì em đi vô bạn em thấy. Ôi đẹp quá chừng luôn á. À. Tí tì à. Không có làm nhé. Nè đây bên đây nè chị. Không có. Trời ơi nè. Ừ. Ơi cái thằng này cũng tí tì à. Chắc chị về chị sang lên dạ, cái chậu. Sang cái chậu. Để em cắt cái xương rồng. Ừ, em cắt cái xương rồng cho chị. Em thấy nhà mà ai mà làm mà heo đạo á chị. Ừ. Heo đạo Phật hay heo đạo dưỡng được á. Người ta trồng mấy bụi trúc á. À, ta nói là phong thủy á chị. Không, thật sự ra nhà chị thì ông anh á ông trồng nhiều lắm rồi. Nè, nhưng mà nè. Đối với chị á à. Trúc này nè là trúc đang âm á. À vậy. Dạ. Nhưng mà biết sao không? Này chị đem này chị ra chị trồng văn phòng. Dạ. Ờ, chứ nhà thì ở nhà ta trồng kiểm đặc biệt chứ ai mà trồng mấy cây rừng cây tạp giam này. Ừ. Nếu mà chị nói mắc vậy là nhà chị là trồng mấy cây kiểm đặc biệt không á? Kiểm nhiều lắm. Ừ. Cây cổ thụ bán còn mấy chục triệu một cây á chị. Kiểm rồi cao vua rồi gì tùm dạ. Lum tùm lum mà bị mất. Mà mình đi mình không có rào nhà hả chị? Không có khóa cổng. Nhà chị có cái vòng rào cao 2 mét. Mà chị em nó vô được. Chắc người quen. Năm nào cũng bị mắc hết à? Bởi nó canh chị sẵn rồi đó. Ừ. Không có, nó canh ông anh đi Hà Nội công tác. Dạ. Ở về là nhánh này chị ha. Ờ nhánh đó đi đẹp quá. Quá tuyệt vời. Cái đầu nó đưa là phải đưa.
cái tờ còn bán nhà tôi cũng giữ đây chứ đâu, nhưng mà bà già bà chửi quá thì bắt đầu tự giận nên tôi kêu bà chị thôi cầm một cái nhà đưa bà đi chị. Thì không có phô tô tính trong nhà mà ai nó nghe cắt nó sâu sâu. Dạ để em cắt sâu cho chị. Nhưng mà chị hô cẩn thận nha, để nó sốc gai chị nha. Để không cứ để ở phía trên cái này nè. Dạ, dạ. Nên vào đây tôi đi công chứng thì cho bả đi. Rồi có gì có làm gì được thì làm. Chứ bả đâu có cho giữ hộ khẩu, bả đòi bả niệm bả dễ chết. Bả nói vào đây mà giữ hộ khẩu chẳng có tự giận mới chết. Chứ bà bán nhà đưa bả chứ bả tự giận mới chết.